phần kiểm tra bài cũ ha. Rồi các em chú ý lên màn hình máy chiếu. Rồi đây là câu hỏi kiểm tra bài cũ của mình. Các em hãy cho cô biết nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi biên giới Thu Đông năm 1950 và cho cô biết ý nghĩa của những thắng lợi này. Rồi cô nhắc lại câu hỏi một lần nữa ha. Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi biên giới Thu Đông năm 1950 và ý nghĩa của những thắng lợi này. Rồi cô sẽ ưu tiên cho những bạn nào xung phong trước ha. Rồi cô này em mình. Rồi bạn nhận xét là đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án của cô trên bảng ha. Rồi như vậy các em thấy nè, từ sau năm 1950 thì chúng ta liên tiếp mở những chiến dịch tấn công vào căn cứ của địch ở vùng Trung Du, rừng núi và đồng bằng ha. Và ý nghĩa của chiến thắng này, những chiến dịch này là gì các em? Đó là giúp chúng ta giữ vững và phát huy thế chủ động của mình trên chiến trường. Như vậy phần trả lời của bạn mình đã hoàn toàn chính xác rồi. Chúng tôi sẽ cho bạn mình 10 điểm kiểm tra mình. Bây giờ cô sẽ đi vào tập của mình ha mình. Rồi như vậy các em thấy nè, đến năm 1953 đã là 8 năm thực dân Pháp có mặt tại Đông Dương tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai. Thế nhưng nếu như chúng ta tiếp tục giữ vững và phát huy được thế chủ động của mình trên chiến trường, còn về phía Pháp thì như thế nào các em? Pháp liên tiếp rơi vào tình huống khó khăn và liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường. Thế nhưng là một nước thực dân đế quốc các em, thì Pháp không từ bỏ tham vọng của mình tại Đông Dương. Như vậy diễn tiếp của cuộc chiến tại Đông Dương sẽ diễn ra như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi vào bài học ngày hôm nay nha. Bài 27, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc. Rồi các em đi tựa bài mới vào tập của mình ha. Rồi nội dung bài 27 ngày hôm nay các em sẽ được tìm hiểu thông qua hai tiết học. Và nội dung của tiết học ngày hôm nay các em sẽ được tìm hiểu về kế hoạch Nava của Pháp Mỹ, về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 1953-1954 của chúng ta. Và cô sẽ giới thiệu sơ lược cho các em về âm mưu của Pháp Mỹ cùng chủ trương của ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 ha. Rồi bây giờ cô muốn cả lớp nên tập trung vào bức ảnh trên màn hình. Bạn nào cho cô biết người trong ảnh là ai? Rồi cô mời Huy. Là tướng Nava. Rồi thế các em biết gì về tướng Nava? Các em biết gì rồi đi. Tướng Nava được tưởng là tổng chỉ huy quân đội Pháp. Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương đúng không nè? Như vậy bạn nào có biết Nava là tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương. Rồi không? Là người Pháp, đúng rồi ha. Rồi như vậy các em biết không? Nava là một người Pháp và ông là tổng chỉ huy quân đội Pháp thứ 7 tại Đông Dương.
năm 1953-1954 các em không phải ngẫu nhiên mà Nava có mặt tại Đông Dương Nam. Trước khi đến Đông Dương các em thì Nava đang giữ chức tổng tham mưu trưởng lục quân khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ lập nên. Và khi Pháp đề xuất Nava sang Đông Dương làm tổng chỉ huy quân đội Pháp thì đã nhận được ngay sự gật đầu từ phía Mỹ. Và bằng năng lực của một vị tướng làm việc cho khối NATO các em, khi đến Đông Dương Nava đã đề ngay ra một kế hoạch quân sự mang chính tên của mình, một kế hoạch quân sự rất tháo bạo. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào khu vực La Mã để tìm hiểu về kế hoạch Nava của Pháp. Nội dung kế hoạch Nava gồm hai bước.
đã được lắng nghe và quan sát trên đường đồ rồi, và thông tin cũng đã ghi nhận rất là rõ trong sách giáo khoa, nên các em có thể về thăm và đảm bảo thêm sách giáo khoa nội dung phần này nha. Rồi bây giờ cô muốn cả lớp chú ý lên đường đồ cơ bản nha. Cô nói lại những điểm chính trong việc thực hiện kế hoạch năm 3 năm. Rồi như các em thấy nè, trong kế hoạch Nava bước 1 thì Nava sẽ tập trung lực lượng của mình để bình định khu vực miền Trung và Nam Đông Dương. Nhưng trong bước 2 các em, Nava sẽ chuyển toàn bộ lực lượng của mình ra miền Bắc để thực hiện một cuộc tiến công chiến lược nhằm giành thắng lợi quân sự cuối cùng. Và đặc biệt trong kế hoạch này các em, Nava đã cho tập trung một lực lượng quân rất lớn, đó là 44 tiểu đoàn cơ động trong tổng số 84 tiểu đoàn cơ động tại vùng đồng bằng Bắc Bộ. Các em có thấy vị trí này trên đường đồ không? Rồi, các bạn nào cho cô biết nè, vì sao Nava lại tập trung một lực lượng quân lớn tại đồng bằng Bắc Bộ? Vì sao Nava lại tập trung một lực lượng quân lớn tại đồng bằng Bắc Bộ? Mình đã được học trong chiến dịch miền Bắc năm 1947 rồi, và các em nhìn vào những tỉnh như là Lạng Sơn, Cao Bằng, nó gợi nhớ cho chúng ta về quân lớn. Rồi chính xác các em, bởi vì đồng bằng Bắc Bộ nó nằm gần căn cứ miền Bắc, cơ quan đầu não kháng chiến của chúng ta, đúng không nào? Rồi như vậy Nava tập trung một lực lượng quân rất lớn tại đây để nhận một tình diễn cho em. Nava tập trung một lực lượng quân rất lớn tại đồng bằng Bắc Bộ để nhận một tình diễn. Đúng rồi, nhằm để uy hiếp cơ quan đầu não của chúng ta. Và trong đợt 2 các em, và lực lượng này sẽ là lực lượng chủ chốt để tiến hành nào. Như vậy qua việc tìm hiểu nội dung kế hoạch Nava, vậy là tôi cũng biết điểm chính quan trọng nhất trong kế hoạch Nava là gì. Điểm chính quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch Nava đó là gì em? Mình nhìn lên được rồi một lần nữa nè, đó là gì? Không? Đó là gì em? Nhìn lên được rồi, đặc biệt là cái gì nha? Bằng cách nào? Rồi đúng rồi các em. Như vậy điểm chính trong toàn bộ cái mặt Nava đó là gì? Đó là tập trung lực lượng để tạo nên sức mạnh như nào. Rồi ở đây cô sẽ dùng hình ảnh cái nắm tay để minh họa cho điểm chính của cái mặt Nava này. Giống như bàn tay của mình đúng không nào? Bây giờ Nava sẽ nắm chặt lại, tập trung lực lượng của mình lại để tạo nên sức mạnh cho quân đối phó với quân của ta. Em nắm rõ được điểm này chưa? Rồi như vậy đã vừa qua tìm hiểu về kế hoạch và nội dung triển khai thực hiện kế hoạch Nava ha. Các em hãy cho cô một nhận xét. Rồi 18 tháng vua thành đắng, các em có nhận xét gì về kế hoạch Nava này? Các em có nhận xét gì về kế hoạch Nava này? Đồng ý, và cô cũng đồng ý với ý kiến của hai em ha. 18 tháng chuyển bại thành thắng trong 8 năm Pháp chưa thể giành thắng lợi ở nước ta, đúng không nào? Như vậy kế hoạch Nava này rất liều lĩnh và táo bạo của các em. Như vậy sự liều lĩnh táo bạo của kế hoạch Nava này nó có gây khó khăn cho cuộc kháng chiến của chúng ta hay không, và chúng ta sẽ làm gì để đáp trả lại sự liều lĩnh táo bạo này? Thì bây giờ mình sẽ qua phần 2 La Mã để tìm hiểu ha. Rồi phần 2 La Mã cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 và chiến lược lịch sử
Rồi, em sẽ đi vào phần một nhỏ để tìm hiểu về cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953. Phân tán lực lượng
Rồi bây giờ để tìm hiểu về quá trình hay là diễn biến cuộc tiến công chiến lược năm 1953-1954 của chúng ta thì cô có một bản này sẵn ha. Rồi cô có một bảng thống kê các cuộc tiến công của chúng ta trên bảng. Và cô sẽ phát cho mỗi bạn trong lớp mình một phiếu học tập có nội dung tương tự như bảng thống kê của cô ha. Rồi em thì rồi ở phía nước bạn
Lào mình có một số tỉnh thành thì hơi có viết và phát âm ha, các em có thể đối chiếu lại với sách giáo khoa để mình ghi lại cho chính xác hơn ha. Vì sao chúng ta lại nói những cuộc tiến công chiến lược vào những nơi này để làm gì các em?
để quân Pháp phải rời địa hình đồng bằng có lợi cho Pháp để đến với những địa hình thuận lợi cho chúng ta. Giống như trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Cố Hữu đã có câu gì em cần nhớ hay không? Đó là núi răng thành lũy sắt dày, đừng che bộ đội, đừng bay quân Hữu. Đúng không nào? Rồi, như vậy các em nhìn lại đây một lần nữa ha. Trong một khoảng thời gian rất ngắn các em, chỉ từ tháng 12 năm 1953 cho đến tháng 2 năm 1954 ha, thì chúng ta đã mở liên tiếp các cuộc tiến công chiến lược và buộc quân Pháp phải từ đồng bằng Bắc Bộ nữa các em. Đem quân tăng cường cho các địa điểm Điện Biên Phủ, Seno, Luphaban và Pleiku. Như vậy đến đây bạn là cho cô biết tác dụng